phố đi bộ Hà Nội cuối tuần luôn đông như thế này. Và không khó để bắt gặp những thanh niên còn rất trẻ, hồn nhiên nhả khói nơi công cộng bằng những điếu thuốc lá điện tử. Thế vậy mà hầu như chẳng ai cảm thấy khó chịu bởi làn khói đó, dù nó mịt mù hơn nhiều so với thuốc lá cuốn truyền thống. Người hút chủ động có nhiều lý do để phi pheo cả ngày, nhưng ngay cả những người hút thuốc lá thụ động cũng chẳng sợ làn khói thuốc có thể gây nên nguy hại cho sức khỏe. Vậy quan niệm này có đúng hay không? Đa số là dùng cái pin tạo nhiệt, sau đó từ cái nhiệt đó thì nó làm bay hơi cái nicotine, nó làm bên cạnh đó người ta có tạo những cái khói, nó như là khói thuốc lá màu xanh, thì chính cái khói đó xâm nhập vào đường hô hấp thì nó kèm thêm mùi hương chất liệu trong đó, và những cái khói khi người ta hít vào nó có khói như bình thường, thì cái đó là cái nguy hại. Như bác sĩ Thành chia sẻ thì nó có hại cho sức khỏe, thế nhưng trên trang chủ của WHO tại Việt Nam thì lại chưa có bất kỳ cảnh báo nào về sự nguy hại của thuốc lá điện tử. Kính thưa quý vị khán giả, một điếu thuốc lá điện tử dạng pod như thế này thì đang ngày càng trở nên phổ biến đối với giới trẻ trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận rằng số lượng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử đang ngày càng trẻ hóa. Và ở tại Việt Nam thì một điếu thuốc lá điện tử dạng pod như thế này cũng ngày càng trở nên phổ biến. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố hôm 19 tháng 12 vừa qua rằng lần đầu tiên số nam giới hút thuốc lá truyền thống có xu hướng giảm. Nhưng sự thật thì chỉ một phần nhỏ là có thể bỏ được thuốc lá. Và một cái quan niệm là người ta có thể coi thuốc lá điện tử hầu như suy nghĩ là nó không có hại. Và thậm chí những người đang hút thuốc lá điếu và muốn cai thì người ta cũng sử dụng thuốc lá điện tử để thay thế và hy vọng nó sẽ không có hại. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì thuốc lá điện tử lưu hành ở thị trường Việt Nam là đều là thuốc lá lậu, tức là theo con đường không chính thống và chưa được cấp phép sử dụng. Điều tra của BBC trên người dân Anh cho thấy 33% người trưởng thành hút vếp để bỏ thuốc lá truyền thống. 10% thanh thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi từng hút thử vếp ít nhất một lần. 41 triệu người hút thuốc lá điện tử trên toàn cầu. Thêm một lý do nữa là giới trẻ thực chất chọn thuốc lá điện tử là để bắt chước theo những trào lưu trên mạng xã hội. Để trong mỗi buổi đi chơi, nhìn họ có vẻ sang chảnh và kịp xu thế hơn. Và xin được nhắc lại, tinh dầu tạo mùi thơm trong thuốc lá điện tử cũng là nguyên nhân khiến phần lớn người sử dụng tin rằng chúng vô hại và không gây phiền hà cho những người xung quanh. Nhưng thực chất, đó là sát thủ giấu mặt sau làn khói trắng. Và ngay khi nhận ra thuốc lá điện tử là mối đe dọa đối với sức khỏe, thì nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã có những biện pháp mạnh tay để bảo vệ thế hệ tương lai. Tháng 9 vừa qua, nam thanh niên 17 tuổi ở bang Michigan, Mỹ nhập viện với những triệu chứng tương tự viêm phổi. Phổi của bệnh nhân bị tổn hại nghiêm trọng đến mức các bác sĩ phải thốt lên, chưa bao giờ thấy những lá phổi trong tình trạng như vậy. Các bác sĩ kết luận, thói quen hút thuốc lá điện tử của bệnh nhân đã làm tổn hại phổi và ghép phổi là cách duy nhất để giữ lại tính mạng người bệnh. Trước đó, Reuters cũng công bố nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ rằng khói thuốc lá điện tử tiêu diệt tế bào phổi ở chuột. Không chần chờ gì nữa, Đức và Anh tuyên bố cấm quảng cáo thuốc lá điện tử dưới mọi hình thức, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, nơi xuất phát nhiều trào lưu của giới trẻ. Người dùng sẽ bị tịch thu ngay lập tức các sản phẩm thuốc lá điện tử tại sân bay của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong khi đó, chính quyền Brazil cũng đã cảnh báo các du khách về các hình phạt hành chính dành cho những ai bị phát hiện có mang theo sản phẩm này. Ngay cả Hàn Quốc, Thái Lan và nước láng giềng Campuchia cũng cấm sản phẩm này vì những tác hại đến sức khỏe mà nó gây ra. Philippines thậm chí còn bắt giữ những người hút thuốc lá điện tử ở nơi công cộng. Giới chức Mỹ đã nâng tuổi được phép mua và sử dụng thuốc lá điện tử từ 18 lên 21, tức là hạn chế hết mức tình trạng thanh thiếu niên có thể mua được sản phẩm này. CNN công bố số liệu mới nhất cho thấy đã có 2.506 trường hợp phải nhập viện điều trị vì những bệnh phổi liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử. 54 trường hợp đã tử vong. Và những điếu thuốc lá điện tử dạng pod như thế này có thể là nguyên nhân hủy hoại cả một thế hệ trẻ chỉ vì một niềm tin mù quáng rằng nó không có hại cho sức khỏe.